kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món ăn bài thuốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay Thúy Liễu muốn nhắc đến một chủ đề mà Thúy Liễu tin chắc rằng là quý vị khán giả rất là quan tâm, đó chính là công dụng của cây hà thủ ô. Chắc rằng là chúng ta cũng nghe nói đến hà thủ ô đúng không ạ? Nhưng không biết rằng là hà thủ ô được trồng ở vùng nào của nước của chúng ta, hay như là hà thủ ô có công dụng ra sao, và những đối tượng nào thì nên sử dụng hà thủ ô, hay là có những bệnh nào chúng ta không nên dùng nó hay không, thì hãy cùng tìm hiểu với Lương Y Nguyễn Công Đức trong chương trình Món ăn bài thuốc ngày hôm nay quý vị khán giả nha. Thúy Liễu xin chào Lương Y ạ. Chào Thúy Liễu, chào quý vị đang xếp đài. Cảm ơn Lương Y đã dành thời gian tham gia về chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng. Dạ, thưa Lương Y, ngày hôm nay chúng ta nói đến hà thủ ô. Trước hết thì Lương Y có thể cho quý vị khán giả cũng như Thúy Liễu được biết rằng là cây hà thủ ô thì được trồng ở vùng miền nào của nước ta không ạ? Vâng, không dùng chữ cây mà dùng là dây. Dây. Tại vì nó là dây, cái họ của nó là họ râu răm, tên khoa học của nó là Fulvia multiflora. Mình nói tới hà thủ ô đỏ có nghĩa là sẽ còn một cây hà thủ ô nữa, đó là hà thủ ô trắng, còn gây gọi là dây vú sữa, mà cái tên nó là người dân tộc người ta gọi là mã lìn nón. Đối với bộ đội Trường Sơn mà nói tới mã lìn nón là ai cũng biết, tại vì cái hà thủ ô này trắng, đặc biệt là nó trị sốt rét. Mà cái lá nó cũng lạ là khi mà bứt cái lá đi thì nó lại chảy mủ ra. Nó cho nên người ta gọi là dây vú sữa. Còn có cái tên khác nữa là hà thủ ô trắng ha. Rồi còn gọi là dây sữa bò. Cho nên lá nó hai lá rồi, nó mọc như thế này. Và đặc biệt cái củ của nó là hình trụ, tức là nó mọc sâu xuống. Cho nên người ta có một dụng cụ đào riêng đặc biệt, là đào xuống nó rất là sâu, lấy lên là được dài tới đâu là hay tới đó. Và một cái điều tối kỵ là người ta bảo là không có được đào bằng cái đồ sắt. Mà là vì sao? Vì trong hà thủ ô nó có tannin, tức là cái chất chát. Khi mình đụng với đồ sắt thì là nó xúc tác giữa là tannin với sắt, là tannat sắt. Cho nên nhìn cái củ hà thủ ô nó đen thui, nó không có đẹp. Đó là ý nghĩa. Thế nội dung trong bài chúng ta là hà thủ ô đỏ, là họ râu răm, tức là nó như lá râu răm. Lá nó rất là mảnh mai, nó mọc tới đâu nó bò lên. Và đặc biệt là cái rễ của nó phát triển thành củ. Ở ngoài Bắc là nhiều nhất là Hà Giang, và ở Tây Bắc vùng nào cũng có. Rồi Nam Bộ thì mình chưa thấy, nhưng mà ở vùng Tây Nguyên mình á, là nhất là Gia Lai, Gia Lai rồi Kon Tum, là họ trồng rất là nhiều cái hà thủ ô đỏ, và để hiện nay là mình xuất khẩu bằng cái hà thủ ô đỏ. Nhưng mà cái quan trọng là phải đúng cái giống nó là hà thủ ô ha, cái họ nó là Polygonaceae, tức là phải là họ râu răm, chứ không phải là một cái cây khác mà cái dây nó rất cứng, nó gọi là dây củ nâu. Nó cũng y chang, cũng to như vậy, nhưng mà bổ nó ra thì nó màu nâu nâu. Chứ không phải là nó đỏ mà nó như thế này. Mà muốn nó được như thế này, cái này là hà thủ ô đỏ mà là đã chế rồi. Thì mình muốn hỏi cách chế nó như thế nào để sử dụng nó không có độc hại. Thì nó lại là một cái vấn đề khác. Đó là mình chế nó với đậu đen. Nghĩa là 1 kg hà thủ ô mà sau khi thái nó mỏng ra như thế này. Nó mỏng ra. Tại vì cái củ nó to lắm mà. Củ nó có thể là tối đa nó là 5 kg lần. Cái dây nó nhỏ xíu, nó mỏng manh như lá râu răm, nhưng mà cái củ nó là nó lớn như thế này. Mình phiến nó xong rồi cứ 1 kg hà thủ ô đỏ là mình nấu với 1 kg đậu đen. Bỏ chung vô cứ nấu riết cho tới khi mà nó cạn hết nước, rồi nó lấy ra đi phơi khô, nó càng đen chứng tỏ là nó càng tốt, có nghĩa là đậu đen nó càng nhiều. Thì đậu đen bản thân của nó là thuốc, nó bổ thận âm. Nhưng mà khi nó xúc tác với lại cái chất chát và nó thải được các cái độc tố ở trong cái hà thủ ô này ra, nhất là cái chất chát là cái tannin. Cho nên người ta bảo là hà thủ ô chế. Cho nên sử dụng nó là ở hà thủ ô chế, chứ hà thủ ô không là không đủ. Tức là cái này là mình đã chế bằng đã đậu chế, đen đúng, đã đúng. Làm ra rồi mới ra được cái miếng này đúng không ạ? Đúng, chứ nếu không nó cái màu nó trắng thì nó không có được đen như thế này. Dạ, vậy mà Thúy Liễu tưởng đâu cái này là cái màu gọi là hà thủ ô đỏ thì nhìn nó hơi đỏ đỏ vậy chứ. Vâng. Dạ, như vậy thì thành phần dinh dưỡng trong cái hà thủ ô đỏ này thì như thế nào Thúy Liễu? Người ta thấy cái thành phần nó thì thực sự nó cũng không có nhiều, nhưng mà cái đặc biệt của nó chính là các cái lipid protein và một ít cái tinh bột thôi.
các vitamin thì đã không thấy, nhưng mà theo kinh nghiệm của người xưa thì cái hà tổ ô người ta xếp là một trong những cái loại thuốc là bổ, đặc biệt là bổ máu, bổ máu, bổ thận ha, bổ thận âm, bổ thận dương, bổ máu, trị những trường hợp là phụ nữ sau khi sinh không có sữa, rồi phần nam thì là di mộng tinh ha, yếu sinh lý, rồi thêm cái nữa là đau lưng, nhức xương, đó là cái đặc biệt của cái hà thủ ô. Và cũng một điều cũng không quên nói, đó là nó làm cho đen râu tóc, nhưng với điều kiện là phải uống lâu dài. Chứ còn uống mới 1-2 tháng mà bảo đen thì không đen. Hiện nay các cái mỹ phẩm người ta sử dụng cái hà thủ ô, người ta phối hợp với lại cái cây móng tay á, hồi nhỏ mình cây móng tay, để phối hợp là làm dầu gội. Và người ta rất hãnh diện là chỉ trong vòng có 5-10 phút là tóc nó đã đen rồi. Là nhờ cái hà thủ ô này người ta sử dụng trực tiếp. Như vậy thì ngoài cái tác dụng là làm đen tóc như vậy thì không biết là cái hà thủ ô này nó có thể là chế biến món ăn được không không thưa Lương? Vâng, khi nói tới món ăn thì người ta rất là ngại, tại nó cứng như thế này mà món ăn gì. Nhưng mà cái kỹ thuật là món ăn á, thì dùng mình nấu bao nhiêu đó, mình liệu ha, thì 5-10 người gì đó thì mình liệu cái hà thủ ô của mình. Thí dụ như đối với một cái món ăn mà mình hầm gà ác hay là mình hầm bồ câu, nói là gầm hạ ác với thuốc bắc á, thì cái hà thủ ô này mình khoảng 100 gram cho khoảng chừng 3 người ăn. Nhưng mà nếu mình đám tiệc á, thì mình cái số lượng nó lại là ký. Thì mình dùng hà thủ ô mình nấu nước trước, nấu nó ra nước thì lấy nước đó hầm với lại là gà với lại bồ câu, chứ không có gì lạ hết. Nó chỉ đặc biệt là ta nấu lấy nước trước, chứ còn nếu nó cứng như thế này cứng bỏ vô thì không thể ăn được. Đó, như vậy thì cái hỗn hợp mà để hầm gà với bồ câu thì chúng ta thấy rồi, như là táo đỏ này, kỷ tử này, rồi hạt sen nam, rồi có gì nữa, có đương quy, có xuyên khung đó, rồi có cả cái củ sen nữa. Đó là những cái món mà đặc biệt là để cho người ta hầm, rồi thêm cái nữa là có nhãn dục và đặc biệt là có gia vị ha. Thì cái món này nó bổ máu ha, bổ thận mà trị đau nhức xương khớp, nhất là bồi dưỡng phụ nữ sau khi sinh rất là tuyệt vời, và những người mà ốm mới dậy cũng sử dụng rất là tốt. Đó là cái món ăn từ cái hà thủ ô. Như vậy thì với cái hà thủ ô này thì không biết là chúng ta có thể nấu nước uống được không thưa Lương? Đúng rồi, cái nấu nước uống thì như trên bàn chúng ta thấy chỉ cần táo đỏ với lại kỷ tử là nó là một cái món mà nước uống thôi. Chỉ mỗi thứ là 50 gram, mình nấu khoảng chừng 2 lít nước, còn 1 lít rưỡi uống cả ngày. Rất là tuyệt vời, đó là cái món nước uống. Ngoài ra thì người ta có thể thêm nữa là có hoài sơn, có đương quy, có nhãn nhục, có tí đường phèn nữa. Là làm cái món nước uống rất là tuyệt vời. Và khi mà người ta nó thành ra một cái món uống thì lại là một món uống rất là giá trị và rất là đặc biệt, là vì cái tính bổ dưỡng của nó khi có hà thủ ô ở trong cái món uống đó. Vậy chúng ta uống hàng ngày có được không ạ? Mình uống hàng ngày luôn, không hoàn toàn không có hại. Chống chỉ định là trong trường hợp thí dụ như kỷ tử nó hơi hàn, tức là nó hơi lạnh bụng, thì người mà tiêu chảy rồi thường xuyên đi cầu lỏng thì mình né nó ra, không uống nhiều. Còn nếu mà có cầu lỏng mà muốn uống hà thủ ô thì không sao cả, bỏ kỷ tử ra. Là bản thân cái hà thủ ô nó có cái chất chát, cho nên là nó cũng là một trong những cái vị mà làm cho khô xe là các cái niêm mạc dạ dày, đồng thời là cái trường hợp mà ỉ lỏng, cầu lỏng thì lại không có nữa. Thí Liễu cũng thắc mắc rằng là nãy giờ Thí Liễu có ngửi thì cũng nghe có mùi thơm mà, nhưng mà thấy đen đen này, không biết là mình uống có bị đắng không, thì mình nấu nước cái vị nó có đắng hay không ạ? Vị của hà thủ ô đỏ hoàn toàn không đắng mà chỉ có vị chát. Như vậy chúng ta nói đến bài thuốc đi thưa Lương Y. Không biết là hà thủ ô này thì ngoài có tác dụng là làm đen tóc nhưng mà chúng ta thường hay nói đúng không, nhưng mà phải có thời gian dài, thì không biết là nó có tác dụng nào hay là có cái bài thuốc đặc trị rồi không? Vâng, cái bài thuốc thì nếu mình nấu thì là bài thuốc để nấu, nhưng lấy nguyên cái bài thuốc đó là ngâm với rượu thì nó gọi là bài thuốc ngâm rượu. Cũng là bài thuốc. Thì đầu tiên chúng ta thấy trong cái bài thuốc thì Đông y chúng ta có cái thập toàn ha, đại bổ thì gồm có khung quy thục thược, sâm linh trục thảo, huỳnh kỳ nhục quế,
sâm linh, sâm là nhân sâm, bạch phục linh, rồi thục địa, bạch thược, ha. Rồi khung quy thục thược là xuyên khung, đương quy thục địa, bạch thược, đó. Rồi như vậy thì ta lại thêm cái hà thu ô đỏ vào, coi như nó là một trong những cái thành phần của cái bài thuốc bổ. Mình nấu, ha, nấu đổ nước ta nấu uống, uống đối tượng nó sử dụng trong trong cái trường hợp nào, tức là phụ nữ là sau khi sanh, mấy người mà ốm lâu ngày mới dậy, ha, là để bồi dưỡng cơ thể, bổ máu huyết, và đồng thời là giúp cho bổ thận tráng dương, đậu trị đau lưng nhức mỏi, đó thì cũng y cái bài thuốc đó, mà chúng ta không nấu uống mà chúng ta lại đổ mỗi vị như thế là 20 gram, ta đổ vào 2 lít rượu, ngâm khoảng chừng 5 ngày là ta uống được thôi. Mỗi ngày một ly nhỏ này 30 ml trước khi ăn thì nó giúp cho kích thích tiêu hóa, đồng thời là bổ dưỡng, đặc biệt là bổ thận tráng dương cho quý ông. Yeah. Còn phụ nữ thì sau khi sinh, và phụ nữ cũng uống được là cái bài thuốc ngâm rượu này, với điều kiện là ta thêm là 10 trái chuối, mà chuối sứ ở trong mình gọi là chuối móc á, là nó chín xong rồi mới ép lại nướng cho nó cháy rồi bỏ chung với cái rượu này nấu thì lại quá ngon, rất rất ngon luôn. Như Lily vừa chia sẻ lúc đầu thì hà thủ ô này là nó có dễ nhầm lẫn với một cái loại gì đó Lương Y? Củ nâu. Như vậy thì khi mà chúng ta mua thì chúng ta phải phân biệt như thế nào để biết được rằng là cái đây là hà thủ ô thật ạ? Hà thủ ô đặc rất là đơn giản. Nếu nó còn nguyên một củ thì cái củ nó hình tam giác, cái hình khối, khối tam giác nó như thế này. Yeah. Còn cái củ nâu thì nó như cái củ cung, củ thổ phục linh, nó dài ra, nó xấu xí. Yeah. Và đặc biệt khi mình thái nó ra thì sơ nó rất là nhiều. Cái củ nâu là sơ nhiều hơn? Sơ rất nhiều. Yeah. Và củ nâu người ta chỉ dùng nó nấu lên để mà nhuộm vải thôi. Hồi xưa mà vải nâu chính là vải bình thường mà nhuộm với lại củ nâu. Tại vì cái chất chát của nó thấm vô vải nó rất là tuyệt vời, nó lâu nó không có phai. Cái đó mà là củ nâu, không nên dùng. Người ta cũng lẫn vô nhưng mà dùng nó thì ta nên nó nhiều cho nên chỉ có cầm ỉa thôi. Bị táo bón thôi chứ còn không có cái bổ dưỡng như cái hà thủ ô đó. Tại vì như Lương Y nó giống như vậy thì cũng sợ rồi, chúng đúng ta rồi. Mua nó rất là khó phân biệt được đúng không ạ? Đúng rồi, nếu còn nguyên nó thì nó là một cái củ lớn, ha, nhỏ nhất là phải là 1,5 kg. Còn cái củ nâu thì chừng 200-300 gram thôi. Nhưng mà mua thì dễ, rất là dễ nhận biết, nhìn là biết liền. Dạ, vậy thôi chúng ta mua cái đúng rồi, cái miếng nào mà đẹp. To như vậy thì đúng, như vậy chắc đúng, ăn là hà thủ ô không ạ? Đúng như thế. Dạ, cảm ơn Lương Y rất là nhiều. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì chương trình Món Bệnh Thuốc cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.